Rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị làm sinh nhật cho con. Đội trưởng Mỹ. Đây là kèn. Em ra phụ anh ơi. Đây là cây phun tuyết. Đây là ống bơm. Dĩa. Đèn cây. Đội cái này lên. Ôi ông ơi, ông đừng có sến giùm tôi nhé ông ơi. Đội lên đi. Thôi, làm lẹ lên. Ông kia chờ đây nè. Anh phụ em coi anh. Đưa đây coi, không có làm được cái gì hết. Mở cũng không xong, bài đặt dành dành. Nè, tao mở nè, đó, thấy không? Ở dưới đây có cái chỗ mở này nè. Nghiên cứu ở đây có cái gì nè. Trời đất ơi, cái gì vậy ta? Giờ ai mua cái gì thì người đó làm cái nấy, được không? Này, anh mua, này, em mua đó, em mua, bà chỉ mua mấy cái này hết em nè, làm một mình mà đi. Anh mua. Nhiệm vụ của anh là anh này bơm sao anh ta? Đầu đường coi coi. Ủa kỳ vậy? Sao ngược đầu? Sao nó ngược kỳ vậy? Vậy đúng rồi nè, mát nè. Mát hả? À, mát. Đâu thử rồi. Giờ văng cái màn nè. Bây giờ cái màn nè mình phải làm cái rèm trước xong rồi mình mới đèn màn phải đổi nón, đổi nón khác. Trời ơi anh ơi. Anh phụ em treo màn lên nè ông ơi. Được rồi. Coi chừng rối đó nha. Rồi đó. Ê! Ôi! Ông. Rồi. Căng màn quá. Giờ nó có cái gì để dán không ta? Căng đây nè. Em một đầu anh một đầu. Trời ơi ông ơi. Thôi. Rách cái màn bây giờ. Bây giờ như vậy nè, em với anh á, mình sao? Mình bơm, mình chuẩn bị lên hết đi, xong rồi mình gắn màn rồi mình treo lên. Cái màn giờ em mở ra rồi, em không ấy thì sao được, nó rối hết sao? Thôi vậy thôi, anh chờ em đi, chạy vô kiếm cùng ăn keo cái mà dán lên. Kiếm tới thằng nào? Nhanh lắm, 2 phút thôi. Để cái này lát cho nó bận vô luôn rồi nè. Trời ơi, em nha, đi vô lấy cùng ăn keo. Ôi, gió bay đẹp quá nè, ơi. À, cái này để kẹt kẹt làm áo bận cũng được đó. À. Ê, trời ơi, vô quá. Bây giờ đứng vịnh vậy hả trời? Lên làm nè ông ơi. Gió bay quá trời nè, để nó bay. Ừ, lên làm nhanh lên đi, không kịp giờ nè. Anh qua đầu bên kia đi. Nha lọn ở đây nè. Không, cao lắm á. Ừ, chắc phải dán tuốt cái này luôn nè. Còn lé lét mình giờ các bạn. Ừ, cũng được. Rồi lấy con keo đi, lấy con keo đi. Chết mồ, cái gì cắt không ta? Cái răng nó trắng hả? Thiệt vậy luôn hả? Ừ. Đó, ghê thiệt. Giờ. Đưa đây dán trước cho. Để sao anh nói em dán trước? Lâu quá rồi đây. Chừng bụi á, không dính á. Này, keo này siêu dính. Làm giùm em này coi. Mới biến kéo ra. Anh ơi, phải dán thêm vài cái này nữa rồi. Không có, mà. Không có bay đâu. Chó hổ mò nó bay mất à. Không có, yên tâm đi. Dán nó trên giữa đó đi. Không bay, đừng cãi. Trời ơi, bay mà, dán đi. Đừng cãi. Bay anh chịu nha. Bay là anh đi mua cái tét nha. Ừ. Rồi. Bây giờ tới phần bơm bong bóng. Anh phải bơm chai trí lên này rồi mới bong bóng này là thòng xuống. Có không? Đúng rồi. Em có dây thun không? Em là chuyên gia trang trí sinh nhật mà. Đó, bơm đi. Bơm làm sao? Đâu đưa coi coi. Đây nè, có mũi tên đây nè. Mũi tên đó là kêu đóng lại hay gì đó. Ừ. Cái cha này xài thôi ta. Anh mua mà không hỏi mà. Chết rồi. Hay là bơm đâu dưới đây nè, khoét cái lỗ bơm. Đây nè, đây nè, đây nè, đúng rồi đây nè. Rồi sao dán lại? Cái này chắc lấy cái... Tao quên thử coi. Trời đất. Trời đất ơi. Ồ, cũng được vậy ta. Ồ, có lý vậy ta. Cứng chưa rồi. Anh, được chưa? Cứng chưa? Cứng rồi đó. Được rồi. Nhiều quá nó nổ.
Trời ơi. Ồ, vậy là dính rồi đó. Rồi xong, rồi lấy tiếp đi, nhanh đi, nhanh đi. Đúng rồi. Đúng rồi, lớn. Chết mò luôn. Lấy cái thao đi, bỏ vô. Em phải bỏ nó vô trong nhà. Thôi bây giờ em thấy là anh tự bơm một mình cũng được nữa. Để phụ anh trang trí cho nhanh nha. Ừ. Rồi, ok. Trời, nằm thôi. Bên nào cũng vậy, ta hồi em lật qua lật lại nó hai mặt mà. Hỏi cái đống này mệt chết luôn vậy đó. Bây giờ phải xỏ vô nữa nè. Rồi. Này lấy chữ tới cái A đúng không? Cái A đúng không? Ừ. Happy birthday em xỏ chung một chữ luôn. Ôi da chú ơi. Gì vậy? Có bóng nổ. Dạ có biết cái chữ nó như thế nào đâu canh. Trời đất ơi đi nè. Không biết cái chữ nó dài bao nhiêu á canh vậy. Em phải dọn ra cuối hết chứ đặng hồi dư dây nữa chứ bộ. Bây giờ anh căng ra đi, anh căng ra đi. Rồi nè. Rồi anh căng cọng dây ra nghe nè, anh cầm đầu kia đi, anh cầm đầu kia đi. Có cỡ nào vừa em cắt một cái. Đó. Happy nè, đúng không? Đó. Đó, rồi, ok không? Tâm như này ok không? Ừ, rồi đây. Cắt. Lát treo lên đó hả? Đúng rồi, mình treo lên cho nên anh chừa cái đầu đó để em chừa cái này chút xíu. Rồi anh cột vô gút mẹ nè. Không sao, không sao. Lát nói lại với em. Không sao. Lát hồi mình làm một cái cong qua vậy nè, mình cột vô thôi. Rồi, cái này được rồi. Cắt đi. Cái này nó không có xì đúng không? Xì rồi rồi chứ xì. Đây đâu anh? Chắc trên kia anh chưa bơm đang xuống đây cho em. Nó được rồi, em nó được rồi mà. Trời ơi. Cái vậy? Tại cái chỗ này anh dán nó bị sức ra nè. Ủa vậy hả? Anh bơm mạnh quá, anh căng quá có nghĩa là nó đã bể rồi, anh chỉ bơm nhẹ nhẹ được thôi. Mở ra coi, bơm lại coi anh, bơm lại. Dán ra cái này coi. Thế nào? Cái này nè, nãy nó bị xì một cái xì ở chỗ này nè. Có cái chữ này không chắc tới sáng quá anh ơi. Thôi kệ tương đối vậy thôi rồi treo lên đi anh ơi. Làm mà làm hết ráo vậy thì thôi thôi rồi biết chừng nào. Đáng thêm chuột bất kỳ nữa là với bông bóng nữa là xong nha. Wow đẹp quá ta. Lấy đi. Giờ còn gì hả? Mình gắn làm sao? Trưởng hai ngôi sao ra cũng có lý. Còn hai cái cây đưa lên nữa xong rồi. Hai cái gì? Dán vô đi, tính. Dán bằng keo vô đi, dán bằng keo vô cái con đó đi. Đó, tay cầm cái này, tay cầm cái kia. Khoan, bây giờ 3, 4, thêm một cái đỏ thì chỉ 3 nữa, một chùm cọc 5 cái vô. Rồi, bây giờ mọi thứ đã xong. Rồi, hôm nay hơi gió quá. Nãy nó nổ hết cái bong bóng này rồi. Giờ chuẩn bị đem bánh kem ra với hai đứa nhỏ ra là cho nó ăn sinh nhật. Lần thứ 3.
Giờ xong rồi, bây giờ chuẩn bị cho nó ra. Mình phải bí mật, không cho nó biết. Sophie ơi! Sophie! Wow, Sophie! Qua đây nè con! Ba ơi! Dạ? Có màu con gì vậy? Con đẹp không? Làm sinh nhật con chưa không? Ê, đừng có đụng này. Rồi, bây giờ nè, lấy này phải không? Lụm lên. Cầm chặt lên, cầm chặt lên. Đó. Happy birthday to you. Rồi, bye đây nè. Happy birthday to you. Yeah. Wow, đẹp quá Di ơi. Thổi đến đi con. Thổi đi con, thổi đi. Chuẩn bị ba để đưa vô. Yeah. Cái gì có trái nào? Rồi từ từ. Từ từ con lại đây, lại đây ba. Lại đây ba. Lại ba chút rồi ba cho ăn. Rồi. Ngồi rồi. Cắm cho con nè. Lấy cho con bò luôn, lấy cho con bò luôn. Cho bò à? Cho bò. Cho bò cái ấy con bò đó. Rồi xong, bây giờ làm chuẩn bị cả buổi trời mà ra cho mấy đứa nhỏ ra có chút xíu vậy thôi mà cho nó vui, cho nó có này kia rồi nó vui. Rồi giờ vô ấy bánh kem cho nó ăn.
Nếu các bạn thích những món ăn dân dã miền Tây thì các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho anh Út Chợ Gạo.